xin chào tất cả các bạn nha. Đấy các bạn ạ, như thường lệ thì bây giờ là chiều thì bọn trẻ trâu hay bỏ đồ chơi ra chơi, vẽ đồ ăn nó ra chơi các bạn. Hôm nay mình thấy da mình rỉnh, hôm nay bọn trẻ trâu chơi gì nhá. Đấy mình biết ngay mà lại có tiếng trẻ trâu trong đây rồi. Đấy phát này mình sẽ vào mình rỉnh xem thử bọn trẻ trâu nó làm gì trong đấy nhá. Ok các bạn nhá. Đấy anh em ạ, hôm nay lại có bọn trẻ trâu rồi. Hôm nay là có Minh, trẻ trâu Minh Dương này, và trẻ trâu Cu Ninh này, lại San và Batman đấy. Phát này mình sẽ đi vào mình rình chúng nó xem nó làm gì nhá. Đây anh em ạ, trước khi mình vào mình xin chúng nó chơi mình phải đội cái mũ này vào, không những đâu được gõ vào đầu mình ấy, gõ đầu ấy các bạn. Đấy ôi da, bọn trẻ trâu này chơi vui thế nhỉ. Mình đây, mình đây. Ôi da, sang làm gì đấy. Ôi từ từ. Ao ao. Ôi anh em làm đi đây. Ôi làm đi đây. Thôi thôi, anh em làm đi đây. Làm đi đây. Em có món quà. Món quà sao vượt vào đánh anh. Xem kiếm gì đây. Cái mày em à. Món quà gì đây. Mở ra. Tặng quà anh thật. Hôm nay bọn trẻ trâu tặng quà anh. Mở ra. Mở ra. Mở đâu. Kéo ra. Kéo ra. Thôi đừng làm gì ấy. Nhưng mà hôm nay anh em chơi trò gì ấy? Chơi chém nhau. Chém nhau á? À không, hôm nay là anh biết là chúng mày là thường thường là buổi chiều chúng mày hay ra đây chơi. Hôm nay chúng mày lại bỏ kiếm ra chơi à? Ừ. Sao làm gì ấy? Thôi anh biết cái đấy, cất đi nhá. Chỉ biết anh em có kiếm được chơi thôi. Kiếm chơi chơi nhưng chơi gì ấy? Bắn chết chém nhau ấy. Anh em ra đánh nhau thử anh xem à. Em thử ai mà. Đánh luôn ấy. Đánh luôn. Đừng đánh anh, không đánh anh. Biểu diễn các bạn xem võ thuật đây à? Rồi, hồi xa đi ra để anh xem biểu diễn võ thuật. Nào đây xem nào. Ôi giời, cô Ninh nghe. Cái gì vậy? Nhưng mà nói chung là bạn to nên bạn đánh nó thì nó không được. Đâu, mua kiếm mà. Kiếm San ra chỉ đây anh. À, hôm nay anh và anh xem chúng mày chơi một kiếm thôi. Đây, sao chúng mày cứ đánh anh làm gì? Đây là không chơi với những người không có kiếm. Kiếm về đây. Kiếm à? Ừ. Có kiếm mới được chơi. Kiếm được chơi. Kiếm à? Đánh. Nhưng mà kiếm này hồi trước là anh mua mà. Anh mua đâu? Mua nào? Mua đâu? Sắp Trung Thu rồi mà không có kiếm chơi thì đi ra kia mà chơi một mình nhé. Mình đi. Cuối. Đừng đuổi anh. Ôi giời. Đi ra ngoài chơi đi. Ông đi ra ngoài chơi kia. Ông chào mày, em cho anh mượn này. Cho anh mượn á? Ui, hôm nay Batman ăn thảo đấy chứ. Mày thấy Batman thảo cho anh mượn chưa? Đấy. Đây anh mượn. Batman nó còn chống mượn nhưng mà anh chỉ có chơi mình thôi. Rồi sao anh biết là mày không cho mượn à? Thôi. Phải có kiếm được chơi. Nói chung là nhưng mà hôm nay anh em chơi múa kiếm à? Ừ. Anh thấy tên ấy có múa kiếm đâu toàn đánh nhau rồi. Cái này anh biết rồi nhá, nãy vừa cho anh rồi. Múa kiếm ấy. Ôi giời. Nói chung là đấy anh em ạ. Ôi San đi ra đi, anh không chơi chúng mày. Đi ra ngoài. Mày cứ múa đến gần anh em gì. Thôi đi ra ngoài, đã bảo đi ra ngoài. Anh không chơi chúng mày mọi người. Ra kia mà múa. Đây anh em ạ, trẻ trâu này cầm kiếm ra múa các bạn. Mấy kiếm là vớ va vớ vẩn. Bỏ ra mà múa. Kiếm này chơi chán rồi. Kiếm này anh chơi chán anh không cần. Yeah. Kiếm này nói chung là anh cũng chỉ định vào anh mượn thôi nhưng mà kiếm chưa chán rồi anh không cần. Cho mượn này. Không cần mượn kiếm thôi. Không cần. À thôi Vương ơi. Anh nói phép thế thôi chứ cho anh mượn. Vương ơi. Khang cho anh mượn tí. Ừ thì em nhìn anh khổ thân thật đấy. Ừ cho anh mượn. Vương hôm nay ăn tháo đấy nhỉ. Trẻ cho mình Vương vừa cho mình mượn kiếm rồi nhá. Ừ, kiếm các bạn xị. Anh em đâu? Bọn trẻ trâu này thằng Minh Vương dám lừa mình các bạn, nó cho mình mượn kiếm nó đòi lại nó bằng mình làm gãy. Cày thế anh em ạ. Bọn này dạo này tinh vi lắm các bạn. Bọn hàng bây giờ mình phải đi mua kiếm khác thôi. Chứ mình đi mua kiếm khác mình về đấu với chúng nó, bọn này vẫn vơ vẩn các bạn. Ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi mua cái kiếm nhé.
vừa mới đi mua kiếm này về nhé, bọn trẻ trâu nhưng nó vẫn chơi trong nhà. Mình vào mình review cho các bạn xem biết đây là kiếm gì các bạn nhé. Ok, nét câu, nét câu. Ok anh em nhé, mình vừa mua được cái kiếm gọi là Minecraft. Kiếm này xịn luôn. Đấy, thế mẹ các bạn ơi, bọn trẻ trâu không bao giờ có kiếm này. Đấy, để mình bỏ ra mình xem này. Đấy, yeah. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Chung là rất là đẹp luôn. Kiếm này chung là, nó còn có cái bóc bít thì phải. Ấy, đẳng cấp luôn. Ui, vừa mua kiếm này còn vừa chơi bóc bít nhá. Đấy, anh em thấy đẳng cấp chưa? Nói chung là rất là đẳng cấp luôn. Ô, đây có cái nút này, hình như đây là có cái đèn này. Ôi, đấy, đây có đèn các bạn nhá. Đấy, đây nha bạn nha, mình mà đã mua thì phải đẳng cấp các bạn, không như bọn trẻ trâu em mua nha bạn nha. Nói chung là bọn đấy không có tiền mua đâu, tặng lấy đồ chơi cũ chơi các bạn. Mình phải vào chỗ tối mình cho các bạn xem cái đèn nó phát sáng các bạn nha. Ok nha nha, các bạn mình sẽ bật đèn phát sáng cho các bạn xem nha. Các bạn thấy đẳng cấp không? Bây giờ thì mình sẽ ra mình khinh thường lại bọn trẻ trâu nhá. Dám mẹ dám đánh mình mà khinh thường mình các bạn nhá. Đấy, ok các bạn nhá. Bây giờ mình ra mình khinh thường bọn trẻ trâu này. Các bạn cùng theo mình xem được mình khinh thường chúng nó cái gì. Ba mang đi xa đây. Anh đi. Thái luôn đấy. Kiểu gì nhá, anh em nói bình thường ông làm một tí rồi thì mua kiếm. Đúng rồi. Nếu mà thiếu cũng khinh thường lại mình muốn chơi mình. Nhưng mà biết được anh đang mua kiếm gì mà xin. Theo anh ấy thì khi ông vào đây, ông vào đây. Xin chạy ra xin. Không phải ra chấn luôn. Chấn. Chấn làm sao được. Chấn luôn. Thế đâu kiếm anh em mạnh lắm. Đúng không sợ. Chạy ra chấn luôn hả không. Chơi luôn đi. Ừ, chấn luôn. Anh bảo rồi. Bây giờ nhá, mà ông vào mình ra mình xin ấy, là ông kiểu gì cũng khinh thường anh em mình. Hiểu không. Hay là bây giờ anh em mình ra chạy ra chấn luôn. Chấn luôn. Cướp luôn. Cướp. Xong rồi, trốn. Cướp. Đúng rồi em ơi. Chơi đi. Nhá. Cướp xong đánh không chạy. Đi. Đi. Bây giờ đi. Chờ anh em lấp vào đây chờ khi nào ông vào cái là anh em mình chơi luôn. Chạy ra chơi luôn kiểu gì ông vào là ông chạy ra góc này ông tìm nhà mình. Ok quý nhá. Ôi ê, hôm nay bọn trẻ trâu đi đâu ấy nhỉ? Không thấy nó đi đâu. Úi giời, vẫn có mình kiếm ở đây này. Bọn trẻ trâu này đi đâu ấy nhỉ? Đấy các bạn ạ. Hôm nay bọn trẻ trâu đi đâu ấy, không thấy bọn trẻ trâu đâu. Bây giờ kiếm mình là kiếm đẹp. Ôi, hôm nay em đi anh. Ôi, hôm nay em đi anh. Ôi, bọn trẻ trâu làm gì đây? Ôi, làm gì đây? Bố anh đánh bố ạ. Mày làm gì đây? Ôi, làm gì đây? Ờ, xa này. Ra đây, cướp bánh này. À, chả. Chả kiếm mày. Chả kiếm mày. Thôi rồi, vừa rồi. Thôi rồi, rồi. Anh cho chúng mày mượn mà. Ui. Này, anh định làm chúng mày khinh thường bọn em đúng không? Không, anh không khinh thường. Anh không khinh thường. Bọn em nhanh trí. Không, bọn em nhanh trí. Bọn em chấn được rồi. Ông đi đâu bị khinh thường ai? Không, không. Làm gì có tuổi em mà. Thôi thôi Vương ơi. Anh mua về anh cho chúng mày chơi mà. Ôi giời. Thôi thôi anh cho mua về cho chúng mày chơi mà chúng mày đừng cướp. Chơi vô nào. Thôi. Nếu mà bọn em không cướp ấy thì kiểu gì là anh khinh thường bọn em đúng không? Không, anh không khinh thường. Đúng không? Không khinh thường, anh không khinh thường. Không khinh thường. Ôi. Kiếm đấy xịn lắm, có cả búp bếp. Bây giờ anh em bỏ ra đây chơi. Anh em không có. Anh em mà đỡ có ăn. Ôi không có đâu. Thế thôi, thế để anh mượn anh chơi mấy cái kiếm này. Đây chị em cho anh mượn coi như là em đổi nhá. Đổi á? Kiếm mà gọi là cũng là mai của đáp, kiếm mai của đáp xịn kìa. Kiếm không phải kiếm nào cũng như này đâu. Thôi thế đã cho anh mượn. Ok anh em ạ. Cày quá anh em ạ. Bọn trẻ trâu này mình vừa mua kiếm kia nó lại về nó đổi cho mình cái kiếm này. Nó đánh mình ấy chứ. Thiệt tê nha. Cày thế. Mày bây giờ mày là thằng ui giời. Bọn đầu bọn trẻ trâu rồi đúng không? Kiếm mày của em. Chúng mày đông người, chúng mày bắt nạt anh gì? Anh gì có tuổi. Bây giờ ngồi đây, em làm chùm. Em làm chùm. Em ở đây là bắt mày làm sát ma chùm. Ui, 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 hung ghi, hung ghi. Ui, hung ghi. Vương ơi, Vương, hung ghi, hung ghi. Chạy ra đây. Vào đây. Chạy, 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 chạy vào đây Vương ơi. Ui, Vương chạy đi, chạy đi, chạy vào đây. Sao đây, bắt mày, sao đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi khả năng bây giờ mình đi vào nhà, mình không mua đồ chơi các bạn, đi vào nhà không?